Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Ma Vạch chúng tôi xin hướng dẫn các bạn là thay trục rulo của máy cáp A4 cộng hay còn gọi là trục cao su. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái nắp máy lên và ở vị trí trục rulo ở đây sẽ có ba con ốc. Thì mình sẽ sử dụng cái tool mà hãng đã cung cấp ở bên thân máy để mình mở ba con ốc này. Rồi xong thì các bạn sẽ mở cái nắp ra và sẽ rút cái trục rulo ra luôn. Rồi đây là trục rulo cũ tháo ra thì mình sẽ lắp cái trục rulo mới vào để các bạn theo dõi. Đây là trục rulo mới, rồi mình sẽ lắp vào vị trí cũ, rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình gắn lại ba nóc. Và cái quá trình thay trục rulo đã hoàn tất thì để hỗ trợ về thêm về vấn đề kỹ thuật thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Vạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.